Cám Chi Nước Việt xin chào các bác nhé. Ở đây là cái một số cái đơn hàng anh em đặt buổi sáng ngày hôm nay. Đấy, đây là anh em đang đặt cám mi chòe màu và cô gáy đấy. Đây là tỉnh, đây là của một số anh em của Hà Nội. Đấy. Thì đây là nhà mình đang đóng gói và xếp hàng. Một số anh em đã cho vào trong này rồi. Quanh, Hà Tĩnh này. Đây là cám cường, rồi Hà Nội. Anh Toát, Nam Định. Viện Hà Nội. Anh em Tiền Giang, Đạt. Lê cần mi Điện Biên, cám Mào Ninh Bình Anh Hùng, Lạng Sơn, chị. Tiếp theo đây nữa là Anh Hùng cám mi Lào Cai. Đây còn một số đơn, anh em cho một số đơn này ra đây đi. Có chân đỡ xuống. Ui.